mà chống cộng cực đoan và cái bọn dân chủ trong nước thì nó cũng rất là nói ngoài cũng không bao giờ hết. Đấy. Thì hôm nay vừa tôi vào cái kênh của thằng Thuận Nguyễn ấy, là một cái thằng coi như là hình như là ở miền Tây, lên hiện nay thì cũng lên Sài Gòn này, chạy xe ôm này. Nó cũng chửi loạn xị ngậu lên, chửi cái con Phi Hằng vì cái chuyện mà cũng chắc tranh nhau về vấn đề tiền bạc nọ kia tất cả các thứ ấy. Đấy. Thì nói chung là bọn dân chủ trong nước thì bây giờ các bạn thử thử cứ coi như xem ví dụ là chúng nó cái công ăn việc làm của chúng nó như thế nào. Đấy, kể ví dụ là thằng Thể ở dưới Cần Thơ này, rồi là bên Ngô Văn Dũng này, tức là Biển Mặn này, rồi là Phi Hằng này, rồi là Thuận Nguyễn này. Đấy, còn rất nhiều bọn dân chủ trong nước cái công ăn việc làm thì chúng nó có đâu, suốt ngày ra giả coi như là xuyên tạc các kiểu về Việt Nam, rồi là nói là Trung Việt Nam sắp sửa có rơi vào tay Trung Quốc đến nơi rồi, tất cả thứ chúng nó mỗi tháng chúng nó bọn bên kia nói cho sướng lỗ tai bọn bên kia thôi, thế bọn bên kia lại gửi cái tiền về cho chúng nó một tháng khoảng 300-400 đô, là coi như là nó hơn là đi làm rồi, một ngày thì làm một cái like hoặc hai cái like, và mỗi cái like khoảng hơn một tiếng chẳng hạn, thì nói chung là đã ấy rồi. Đã kiếm được tiền rồi, cho nên là những kẻ đó tôi nói thật, chúng nó mình cứ nói chúng nó là những thằng khố rách âu ôm, nó suốt năm ngày muốn nằm ngửa ăn sẵn và làm ba cái trò chống phá lại đất nước tất cả các thứ. Anh Tư ơi, anh lên đây em đứng hình, mà tôi tưởng bên yếu có khi mạng tôi là yếu hay sao, đang bên này khả năng hơi yếu. Hãy chào anh với chào mọi anh em nha, tất cả các anh em trên diễn đàn. Thế nói hôm nay anh nói về cái chủ đề về vấn đề bọn dân chủ à? Vâng, nói chung là cái diễn đàn của em thì hôm nay đầu tiên thì em nói về cái gọi là cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa, của cái chính quyền Ngụy Sài Gòn ấy, trước năm 1975 mà bọn nó cứ rêu rao là coi như là trước đấy là nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa phát triển lắm, sướng lắm, đẹp lắm, tươi đẹp lắm, thì em mới đưa ra một số đấy, để mình chứng minh cho chúng nó là cái nền kinh tế toàn dựa vào những viện trợ của Mỹ thôi, chứ còn nội lực của nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa thời gian đấy là thuộc về Campuchia. Vâng. Đấy, thì còn lại là bây giờ mình diễn đàn bảo với anh. Vâng. Vâng. Cái luận điệu xuyên tạc cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài, hải ngoại và cái bọn dân chủ của trong nước này. Vâng. Mời anh. Vâng. Vâng. Thế vừa rồi tôi xem cái anh nào đang nói vừa về vấn đề là phải đa đảng mới chống được tham nhũng đây này, ông nào vừa comment lên là tôi nhìn không rõ, nó chạy qua lúc cái đang mời nó chạy qua rồi, nhưng mà tôi nói để cho anh các anh biết là nói để cho trả lời cho anh biết là này, Việt Nam chúng tôi bây giờ không cần đa đảng. Tôi thấy hiện tại bây giờ đất nước đang bình yên, đang phát triển, đang bình yên, nhân dân đang sống một cái hạnh phúc hòa bình, thì đa đảng để làm gì? Đa đảng để đánh nhau và để cho đất nước này thành chiến tranh à? Thế còn nói đúng cho các anh biết rằng này, trong nước vẫn có những vấn đề tiêu cực, cái đó chúng tôi công nhận là có. Đấy, nhưng mà đảng và nhà nước đang khắc phục dần dần. Dân oan cũng có chứ không phải không, dân oan cũng có. À, phải nói đúng là như thế. Trong nhiều số bọn dân chủ thì trong đó có dân oan, nhưng số lượng nó ít thôi. Đấy, nhà nước đang khắc phục dần dần, chứ không phải liền lúc khắc phục hết ngay được. Đấy. Đành rằng cấp dưới làm sai, cấp trên người ta chưa giải quyết được, người ta phải từ từ người ta sẽ giải quyết chứ, để những trường hợp đó rồi trước xong người ta sẽ giải quyết chứ. Ai mà để cho vấn đề dân oan mà oan mãi được, đấy là như thế. Thế còn cái vấn đề coi như là đa đảng, anh nói như thế thì các anh nói như thế, không phải đa đảng mới chống tham nhũng. Ông Cao Thanh Nhàn này này, đấy, ông Cao Thanh Nhàn này là ông nói thẳng một câu là ông không hiểu gì. Anh để em phản biện này, bạn Cao Thanh Nhàn này, bạn nói là độc đảng là độc tài, là độc hại, tức là hoặc là bạn nói độc đảng là độc tài. Tôi nói với bạn này, là như này, ở Việt Nam hiện nay, tức là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, độc đảng, bạn nói chính xác, nhưng không độc tài. Tức là bây giờ bạn nói tất cả những cái điều gì, ví dụ là quyết định của đất nước đều do, tức là không phải do một người ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà dưới có Bộ Chính trị và sau đó được bạn thống nhất tất cả các thứ. Và Trung ương Đảng nữa mới đưa ra cái kế hoạch đó cho gọi là chính phủ hoặc là nhà nước thực hiện, chứ không độc tài, tất cả là đều dân chủ. Thì lúc nào nếu mà bạn là cái người muốn xây dựng đất nước này tốt đẹp
thì bạn hãy xem những bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những sự dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Xin mời bạn tìm những tài liệu đấy để theo dõi, rất là dễ. Bạn vào Google, còn có Quốc hội đấy chứ. Tổng Bí thư Nguyễn Trọng. Vâng, xin mời anh. Còn có hơn 500 đại biểu Quốc hội đấy chứ. Có phải là một mình ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Xuân Phúc mà quyết định được đâu. Đấy, còn rất nhiều. Không người lọ kêu nói thì có người kia nói. Ê, anh chứ không phải là cứ độc đảng là người ta độc quyền không. À, các anh nhầm. Anh nói thế là các anh nhầm. Chúng tôi thấy ở đây chẳng có tí nào độc quyền cả. Mà nhân dân hiện tại bây giờ tôi nói đang tự do quá trớn là có. Cái tự do quá trớn là có quá nhiều. Tôi đang muốn ấy, thực tế mà tôi được đề nghị các ông là phải luật pháp của mình chưa nghiêm, nói thẳng là chưa nghiêm, chưa đủ để răn đe. Tôi nghĩ là như thế, kể cả từ luật giao thông cho đến luật là các thứ chưa được nghiêm. Như nước ngoài tôi nói giao thông đấy, các anh xem công an nó tuyết lại một cái nhá, police mà nó tuyết lại coi lại cái anh đỗ lại là anh có phải giơ tay ra như thế nào để cho người ta đảm bảo làm cho cảnh sát. Còn nếu như anh có hành động gì nó đánh anh, nó bắn anh ngay lập tức chứ. Đây cảnh sát, đây là người giao thông đi rõ ràng hôm nọ anh thấy cái clip đưa lên đấy, cái rõ ràng ông đi ngược chiều lao cảnh sát giao thông xong đổi cho cảnh sát giao thông đâm vào, xong bắt đầu mấy bố con là hung hăng gia đình cãi nhau với cảnh sát giao thông. Xin lỗi anh Kim Sầu, em trả lời bạn Hải Ngô trước. Bạn hỏi một câu rất là ngu ngơ, vậy trong bộ chính trị có ai không là đảng viên không? Đã gọi bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì là toàn bạn hỏi một câu rất là ngu ngơ. Tức là một cái chính sách đề ra đều được bàn bạc dân chủ trong đảng đấy, thế đưa ra. Tôi nói với bạn là như này, bây giờ tôi nói một tí xíu vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái cuộc trong hiện nay và trước kia một tí xíu. Anh xin lỗi anh, em đẩy ra anh, em giải thích cho bạn hơn một tí xíu. Việt Nam năm 1945 đã có rất nhiều đảng rồi, đúng không? Khi mà Bác Hồ thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có rất nhiều đảng, gồm có Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, Đảng Dân Chủ, Đảng Cần Lao, Quốc dân đảng và rất nhiều đảng khác nữa. Nhưng mà chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân, có những lần thực hiện những cuộc kháng chiến 9 năm thời kỳ, đúng không? Và chiến thắng Điện Phủ sau khi chiến thắng Điện Phủ xong. Cho nên nói với bạn đấy là Việt Nam vẫn còn 3 đảng nữa, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Xã hội và Đảng Dân Chủ. Thì Đảng Xã hội Dân Chủ thì cũng có ví dụ như Diêm Xuân Diêm này và ông Nguyễn Văn Xiển này làm tổng thư ký hai đảng đó. Mà các bạn đã biết là cái ông, tức là có luật sư Nguyễn Hữu Thọ không phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Thì ông ấy vẫn giữ chức cái trọng trách hình như chủ tịch quốc hội của cái nước Cộng hòa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cái hồi mà tức là 67 năm thì gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi. Thì đến năm 1988 thì là cái nhiệm vụ của hai đảng xã hội và đảng dân chủ người ta hết, cái vai trò người ta hết thì người ta tự giải tán và bỏ một đảng, chứ không phải Việt Nam chưa có đa đảng, đã có đa đảng từ năm 1945 rồi. Và cụ thể là năm 1945 ấy là cụ Huỳnh Thúc Kháng là phó chủ tịch cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Còn rất nhiều những cái đảng viên không phải đảng viên Đảng Cộng sản nằm trong chính phủ do Hồ Chủ tịch làm chủ tịch đấy. Xin mời anh, tôi chỉ trả lời đúng rồi một tí xíu như thế thôi. Tốt nhất là tôi nói thật cho mấy cái bạn Hải Ngô này với lại mấy cái anh nói thẳng luôn câu này. Các anh ở nước ngoài thì các anh thích ra đảng thì anh cứ ở bên Mỹ đi. Còn chúng tôi ở Việt Nam này chúng tôi không cần ra đảng, không cần các anh nói đến. Cuộc sống hoặc xã hội của Việt Nam chúng tôi có tốt hay không thì chúng tôi biết, tự chúng tôi biết. Nếu có chúng tôi sẽ có ý kiến đây, ý kiến. Còn không cần các anh có ý kiến về đây làm gì cả. Các anh nói về đây chẳng có tác dụng gì mà các anh chỉ gây rối loạn thôi. Càng cái ý kiến của anh càng gây rối loạn cho đất nước. Chả có không anh ạ. Anh cứ để cái quan đấy là cái quan điểm của người ta, cứ để cho người ta nói. Những cái gì người ta không hiểu mình giải thích cho người ta biết, mà người ta cố thì không hiểu thì kệ người ta. Đúng không? Đây là nhưng mà giải thích rất nhiều hôm rồi. Tôi thấy rất nhiều người giải thích rất nhiều hôm rồi nhưng cái bọn này nó vẫn cứ cố tình mấy cái đó. Tôi thấy các anh có mấy cái, thứ nhất là biển đảo này, một cái là biển đảo, cái hai là dân chủ này, cái ba là dân oan này, rồi cái bốn là cái gì đấy Trung Quốc, bán nước cho Trung Quốc này. Đấy, có mấy cái luận điệu mà các anh cứ nhai đi nhai lại suốt mãi mà giải thích rất nhiều lần rồi. Nhưng mà các ông ấy vẫn cứ cố tình. Tôi thấy cả chả biết cái ông này hiểu như thế nào, hiểu cách hiểu của ông như thế nào không biết. Người Việt Nam chúng tôi ở tại này, trong nước đây, trong mọi miền Tổ quốc, biết
biết bao nhiêu người là lên mạng này là từ đầu tỉnh, từ Lạng Sơn cho đến mũi Cà Mau đều lên mạng hết, nói chúng tôi nói sai người ta không chửi vào mặt chúng tôi à? Chúng tôi lên mạng thì chúng tôi nói sai người ta chửi mặt chúng tôi đi chứ, à làm sao chúng tôi dám lên mạng để chúng tôi nói như thế? Đây chúng tôi là những người dân bình thường thôi Anh chứ không phải là cái gì tính, cả. anh để cho em phản biện cái bạn Cao Vâng. Thanh Nhàn này. Bạn bảo là từ trước năm 1975, tức là lúc ấy là Việt Nam Cộng Hòa nó phát triển ở Singapore. Tôi chỉ nói các bạn này, một đất nước phát triển ấy, là phải dựa vào cái nội lực của đất nước đó. Vừa nãy tôi đã đưa ra những con số mà bạn không vào đây, thì bây giờ tôi sẽ đưa lại con số đó. Tức là cái con số này nhá, là do Ngân hàng Thế giới, từ World Bank người ta đưa ra, và ông Nguyễn Tiến Hưng, ông là Tổng trưởng phụ trách kinh tế của chính quyền Ngụy Sài Gòn, ông đưa ra. Tức là năm 1974 ấy, tức là GDP, tức là bình quân đầu người của chính quyền Ngụy Sài Gòn là 54 US trên một người. Đấy. Ở trong đó ở Singapore là 2.359 US trên một người. Thì là Việt Nam Cộng Hòa hơn Singapore ở chỗ nào? Tôi chỉ tính nội lực thôi. Còn cái chuyện sau đó, cái tính là cái chuyện viện trợ của Việt Nam ở chính phủ ở Hoa Kỳ, người ta viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa bao nhiêu, có những năm lên đến 28 tỷ đô la, thì các bạn ấy dựa vào viện trợ của Việt Nam Cộng Hòa thôi, chứ không bạn các bạn làm gì có cái nội lực gì phát triển. Nếu mà ví dụ còn Mỹ nó không viện trợ cho Việt Nam, chứ chính quyền quyền Ngụy Sài Gòn nữa, là chính quyền huyện Sài Gòn chỉ chưa đầy 2 năm đã sụp đổ. Đấy, tôi chỉ nói các bạn thôi, các bạn đừng có nói, tức là một nền kinh tế của một đất nước nào đó thì phải dựa vào cái nội lực của đất nước đó, chứ không phải dựa vào cái sự phát triển mà của cái nước khác người ta viện trợ cho mình. Nói thẳng ra một câu là nếu như chính quyền Ngụy Sài Gòn ấy mà không nhờ được Mỹ nó tài trợ cho thì chỉ có vác cái sắm cái bị cái gậy đi ăn mày thôi, cứ nói thẳng đấy cho các anh biết chứ đừng nói là phát triển cái gì đi xin người ta về. Bây giờ tôi nói thẳng như ông không làm được, ông anh ông cho ông tiền để ông xây cái nhà ông cũng sĩ diện nhà ông giàu à, ông làm thì không được đồng nào, không ra đồng nào để ông anh ông nuôi, ông anh ông coi như cho cái nhà, thế thì các ông nghĩ là công, thế là công giàu có à? Công người hãnh diện công giàu có à, đúng không? Công nói gì thì nói chứ phải nó phải thực tế, ông phải làm ra được tiền thì ông mới ai nói là ông giàu đấy, chứ còn ông xin người ta thì đừng nói là giàu. Người ta cho ông, các ông nói là giàu, giàu ở chỗ nào? Ông giàu chỗ nào? Giàu là đi xin người ta, thế giàu cái gì? Tôi hỏi các ông giàu cái gì đấy, chỉ có Mỹ nó tài trợ cho cái bộ máy chính quyền của Sài Gòn thôi là giàu có thôi, còn nhân dân thì người ta đang đói khát, người ta đói khát rất nhiều, người ta khổ sở rất nhiều, vậy cho nên người ta mới thành lập ra cái chính phủ cách mạng lâm thời miền Đúng Nam Việt Nam, người ta giải phóng cái chính quyền của các anh, chính quyền là Sài Gòn của các anh, cho nên các anh mới phải đầu hàng vô điều kiện cái chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đó, thấy chưa? Cách mạng người ta phải lập ra để người ta chống lại cái chế độ của các anh, chế độ thối lát của Việt Nam Cộng hòa của các anh. Đấy. Chứ nếu mà các anh đã tốt ra thì nhân dân ở trong miền Nam người ta không vùng dậy, người ta không nổi lên để người ta đánh lại cái chế độ Việt Nam Cộng hòa các anh làm gì, không bao giờ rồi. có thành lập cái chính phủ. Tôi nói với bạn Hải Ngô này, bạn bảo muốn biết một đất nước có phát triển hay không thì nhìn vào y tế và giáo dục. Thì bạn đúng là cái đầu không lão, muốn biết được đất nước Đúng. phát triển hay không thì nhìn vào GDP một năm phát triển được bao nhiêu, thấy chưa? Đấy, và bình quân đầu người là như thế nào. Ví dụ như hiện nay nhá, Việt Nam cái GDP Việt Nam hiện nay coi như là đạt được hơn hơn 200 tỷ đô la, đúng không? Thì chia cho bình quân đầu người ra thì làm bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay là 2.650 đô la một người, đúng không? Mà trong khi đó cái nội lực của Việt Nam Cộng Hòa cái thời gian trước, cái thời gian năm 1974 ấy, là có GDP có đạt 54 đô la trên một người, tức là cái giá trị đô la hồi đấy nó quý hơn, cho nên người ta quy ra năm 2010 thì nó đáng giá là 150 US một người rồi. Thì mình phải nhìn cái đó, từ cái đó đất nước phát triển rồi thì những cái dân sinh nó tốt lên thì đầu tư tư vào y tế nó phải, y tế giáo dục. Tôi xin lỗi bạn nhé, hiện nay nhé, ở chế độ hiện nay mà bạn hiện nếu mà bạn ở Việt Nam bạn đang sống nó gấp ngàn lần chế độ Việt Nam Cộng hòa ngày xưa. Tôi nói với các bạn bây giờ ví dụ này, riêng bản thân tôi hồi đó tôi học hết lớp 10, chương trình 12 năm nó tương đương với chương trình 12 năm ở ở trong trong miền Nam nhá. Cái hồi đó là khi mới giải phóng xong thì cái chương trình giáo dục ấy, Bắc Nam người chưa hợp nhất rồi nha, người ta sẽ từ từ như năm 78 hợp nhất, hình như là năm ngoài năm 80 mới hợp nhất được hai chương trình. À. Thì
tôi nói với các bạn nhé, cái chương trình của Việt Nam ở cái chính quyền Nguyễn Sài Gòn rất là hậu, mà tôi là cái người học lớp 12, những cái bài toán cái thứ tôi giải tôi đi học nhé, mà lấy đề đi học trong này nhé, tôi nhắm mắt một cái tôi giải được ngay, nó rất là dễ. Đấy, y tế giáo dục ngày xưa thì nó cũng mà có những cái bạn phải biết là như thế. Rồi. Các bạn nhìn nhận là đất nước phát triển hay không thì phải dựa vào những con số nào, chứ không phải dựa vào y tế giáo dục. Đó chỉ nhất trí. Đúng, nhất trí với ý kiến của anh, nhưng mà tôi nói cho đây là nói cho anh Hải Ngố biết là này như này, tôi phải nói để cho anh Hải Ngố biết là như này. Bây giờ gia đình nhà anh thu nhập thì gia đình nhà anh là phát triển, à, gia đình nhà anh thu nhập cao thì gia đình phát triển, hay là anh chỉ giáo dục cho con anh, chỉ có ngồi giáo dục cho con anh thì gia đình các anh phát triển. Các anh phải nhìn cái thu nhập trong gia đình của các anh đấy, có thu nhập được nhiều được ít, chia đầu bình quân trong đầu người trong gia đình nhà các anh ấy. Nếu như gia đình nhà anh mà thu nhập mà chia được một, nhà anh đi làm mà chia được một đầu người, ví dụ một ngày được 1 triệu, tôi nói ví dụ thế, thì đấy là thu nhập cao. Mà thu nhập được 100 thì thu nhập thấp. Đúng. Đấy mới đúng, đúng chia đầu người như thế mới thu nhập thấp. Chứ còn anh chỉ ngồi, anh chỉ thu nhập được 100-200 do anh giáo dục cho con nhà anh, thì thế có thể thì là nhà gia đình nhà anh phát triển à? Nói như thế là các anh không hiểu gì cả, đầu óc ngu ngu vậy như thế. Tôi chẳng biết các anh trình độ như nào, nhưng tôi nói một câu, các anh phải thông cảm, tôi nói thẳng một câu là này. Chắc là Mỹ nó coi các ông ngu như chó, cho nó cho các ông vào trong trường dạy chó, cho các ông học với chó đấy, chứ chả có phải là học với người. Cho ông cũng ngu như chó, còn ngu hơn con chó nữa cơ. Tôi nói cứ càng nói ra càng thấy ngu, mà vẫn cứ nói mãi từ bao nhiêu ngày nay. Tôi thấy rất nhiều người, người ta phản biện, người ta nói như thế rồi, à, mà vẫn cứ cố tình như thế, là cố tình ngu chứ không phải là gọi là ngu, cố tình ngu. Tôi cho các anh là ngu hơn cái người ngu nhất đấy, còn ngu hơn cái người ngu không, nhất. Người ta có khi là cái dân. Anh Kiếm Sọc ạ, cái nhận xét của bạn Cao Sinh Nhân là bạn, theo tôi nghĩ là bạn không phải là cố tình ngu, mà bạn ấy nói chung là cái kiến thức của bạn ấy chỉ mức độ như thế thôi. Đấy, tôi đã nói rồi, tức là tổng thu nhập quốc dân nhé, cái nội lực của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 thì chưa được 1 tỷ US. Đấy, hình như là được có 600 bao nhiêu triệu đô la thôi. Mà trong khi đó, riêng Mỹ, tức là viện trợ cho cái người dân Cộng Hòa dân đấy là 1 tỷ US tiền viện trợ, và 1 tỷ US dùng cho trả lương cho cán bộ công nhân viên và quân đội. Anh em thì riêng 2 tỷ US đấy đã gấp coi như là bao nhiêu lần cái thu nhập bình quân, tổng thu nhập cái GDP của bên Việt Nam Cộng Hòa rồi. Cho nên là tất cả cái kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa dựa hoàn toàn vào sự viện trợ của Mỹ. Anh và cái câu ngu bền vững là của người khác, người ta nói cho là bản quyền các rồi, còn tôi nói các anh là cái ngu hơn cái người ngu nhất, đó là bản quyền của tôi. À, nói các anh ngu hơn người ngu nhất đấy, mà người ta cho các anh vào cái trường học của trường người ta dạy chó thôi, chứ không phải dạy người người ta phải khôn ra chứ. Các anh là thuộc dạng ngu, còn ngu hơn cái giống chó. Tôi nói thế là nói thẳng, là tôi nói quá lời, nhưng tôi đây rất là nói bình thường thôi. Nhưng mà thấy các anh gọi là càng ngày càng cố tình thì tôi cảm thấy các anh đúng là quá là ngu. Lại cái liên lại cái luận điệu miền Bắc chiếm miền cưỡng chiếm miền Nam, tôi giải thích cho anh biết này. Xin lỗi, đây để tôi trả lời với bạn Hải Ngố một tí nữa. Tức là bạn nói là chúng mày không cướp được miền Nam thì bây giờ bọn mày không có cháo mà hút nhé. Xin lỗi các bạn là như này này. Miền Nam, miền Bắc đó là nước Việt Nam. Đúng không? Chứ không thể nào, tức là nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý đó không bao giờ thay đổi. Cho nên là không thể phân biệt được hai miền Nam Bắc được. Anh hiểu không? Tôi nói bạn Hải Ngô, tôi hiện nay tôi ở Sài Gòn. Chứ đừng có nói bây giờ phân biệt Nam Bắc, tất cả gì hết, đất nước Việt Nam là một giải, tổ quốc là phải thống nhất. Chứ không có cái chuyện mà miền Bắc, miền Nam ở đây. Đấy, tôi chỉ... Cái loại chúng mày có cái luận điệu... Tôi nói cho thế này, các anh biết này này, cái loại luận điệu của các anh mà chia đôi đất nước thì các anh là kẻ thù của dân tộc. Kẻ thù của dân tộc của cả hai miền. Suốt đời này đến đời con đời cháu của anh cũng chỉ là kẻ thù của dân tộc mà thôi. Nếu các anh còn cái luận điệu mà chia đôi miền, hai miền Nam Bắc, chia đôi đất nước, ai có quyền chia đôi đất nước Việt Nam? Đất nước Việt Nam là của lượng người Việt Nam, của tất cả người Nam, người Bắc đều là của người Nam. Người Việt Nam có quyền sống bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của Việt Nam, kể cả bây giờ người ở Mũi Cà Mau có thể ra ngoài Lạng Sơn sống được. Chứ bọn này ngu như thế mà vẫn còn nói được, nói như thế còn nói được. Đấy. Chỉ có đế quốc nó chia đôi đất nước Việt Nam của ta phải giải phóng đất nước. Đấy. Giải phóng nước để hai miền Nam Bắc chung hợp một nhà. Đấy, như thế mới là người Việt Nam.
Còn các anh như thế là các anh không phải người Việt Nam. Tốt nhất các ông có, tôi nói đi nói lại là các ông là người Hoa Kỳ có quốc tịch Hoa Kỳ, các ông không có quốc tịch Việt Nam nữa thì tốt nhất các ông đừng góp ý vào đất nước của Việt Nam của chúng tôi, vì các anh ngu lắm. Góp ý ngu thế thì đừng góp ý nữa. Đấy, nói thẳng là như vậy. Quá ngu. Còn một con người mà ngu đến mức độ mà cứ nhai đi nhai lại mấy cái luận điệu ý rồi cứ nhai đi nhai lại thôi. Đấy, không đúng có rồi. Một cái luận điệu Anh gì mới cả. Anh sẽ cho em phân tích một cái nơi đất nữa. Nếu một người có một cái lòng tự tôn dân tộc thì không bao giờ phân biệt Bắc Nam mà cũng không bao giờ muốn chia đôi đất nước Việt Nam ra thành hai phần. Đúng. Bây giờ em nói với anh và tất cả các bạn biết như này. Bây giờ ví dụ Hàn Quốc là đúng, một đất đúng. Nước rất là giàu có hiện nay đúng không? Nhưng người Đúng. ta cũng có một cái nỗi đau dân tộc của người ta là hai miền Nam Bắc vẫn còn chia đôi. Đó là nỗi đau của dân tộc nếu Đúng. một người nào có ý thức dân tộc. Thứ hai, đất nước Trung Quốc hiện nay cũng là đất nước rất phát triển, là một cái nền kinh tế đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Nhưng mà chỉ một số năm nữa thì Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Thì người ta, anh biết, người ta vẫn còn một nỗi đau là người ta chưa thống Đúng. nhất toàn diện được lãnh thổ của nước người ta. Còn đó Đài Loan, anh hiểu không? Đó là một cái nỗi đau Đúng. Của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc Đúng. nói hiện nay. Cho nên là bây giờ các bạn Vâng. bảo là bây giờ phân tích ra. Bây giờ ví dụ là cứ bảo là hiện nay coi như là chia đôi hai miền Nam Bắc, cứ để Việt Nam chúng ta coi như là hiện nay chúng ta sống, miền Nam chúng ta sống sung sướng lắm rồi, miền Bắc vào cướp nọ cướp kia. Cho nên các bạn đấy À. là không phải người Việt Nam mà các bạn là người Đúng. nước khác đúng không? Các ông không có lòng tự tôn dân tộc. Nói cho các anh biết là các anh không có lòng tự tôn dân tộc. Trung Quốc nó rộng lớn như thế nhưng chỉ có một hòn đảo Đài Loan nó bé tí thôi. Mà Trung Quốc nó tự tôn dân tộc, nó vẫn muốn cho đất nước nó chỉ là một. Đấy. Còn các anh muốn chia đôi đất nước, các anh không phải là người Việt Nam, các anh không có lòng tự tôn dân tộc. Các anh nhục lắm, sống cái kiểu nhục. Thôi cứ ăn cứt Mỹ ở bên đó đi cho nó, cho nó cứt đến Mỹ nó ỉa ra bao nhiêu, các anh cứ dọn cho sạch đi ở bên đó đi. Các anh đừng có xía vào nước Việt Nam của chúng tôi. Nước Việt Nam của chúng tôi là hiện tại bây giờ là đã độc lập chủ quyền, không nghe một nước nào cả, kể cả Mỹ đến đây nói chúng tôi cũng không nghe đấy, chứ đừng Đúng nói rồi. đến Trung Quốc đấy. Mà Mỹ bây giờ mà cứ mang quân đến đánh Việt Nam đi xem chúng tôi có ra dám đánh không, Mỹ chúng tôi cũng đánh, nói thẳng chứ, chứ đừng nói là cái mấy cái anh ba que này, mấy cái anh ba Anh que này. ạ, vâng, Và em có một phát biểu nữa. Bây giờ đây, mình nói về cái lòng tự tôn dân tộc. Hôm nay ngày ngày 9 tháng 3 âm lịch, ngày mai là mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ vua. Tất cả những người Việt Nam của chúng ta đều có một ông tổ chung, ông tổ là vua đúng Hùng đúng không? đúng Cái đúng đấy là cái lòng tự tôn dân tộc đúng không? Chứ không à phải là bây à giờ ví dụ là ông phải ăn no uống no tất cả các thứ thì ấy, các thứ mà hai miền Nam Bắc còn chia cắt thì à cái đấy nó là cái gì đúng không? Cho nên là ngày mai anh em mình được nghỉ, cán bộ công nhân viên được nghỉ à ngày mùng 10 tháng 3 ngày giỗ tổ à dân tộc, thì nhà nước Việt Nam đưa ra những cái ngày nghỉ giỗ tổ anh hùng là cái ngày quốc tổ như thế này để nhắc nhở đồng bào hai miền tất cả trên lãnh thổ đất nước Việt Nam hiểu rằng đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Và Bác Hồ đã đứng khi mà thăm đền Hùng ở Phú Thọ đã nói một câu là như này, tức là các vua hùng có đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy đất nước, tức là này, đất nước này đúng phải được thống nhất, dù có đốt cả đúng dãy Trường Sơn sơn đi cũng phải thống nhất đất nước. Đó là những người đúng ta có những tinh thần dân tộc anh ạ, và có những cái à tức là cái tính dân tộc cao. Còn những cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia, chúng nó chỉ nghĩ đến lợi ích của chúng nó thôi, chúng nó đâu có đầu óc về dân tộc, nhân dân và đồng bào đâu. Qua đó mình mới biết được những tư tưởng tức là rất phản động và những tư tưởng gọi là thối nát của chúng nó ở bên đó. Vâng, kính mời anh. Đấy, xin mời các anh ba que xem mấy clip người ta đi đền Hùng bây giờ, người ta đi đền Hùng từ mùng 6 nhá đến đến giờ nhá, cho đến hết tháng 3, trong vòng 3 tháng nhá. Đền Hùng lúc nào cũng đông người, kể từ Bắc như Nam, kể cả từ coi như là từ tận Long Xuyên, Châu Đốc, các thứ bà con ra ngoài đền Hùng rất là đông, rất là nhiều. Đấy là cái đền Hùng Vương cách đây 4.000 năm. Đấy, đến bây giờ dân nhân dân từ miền Nam ra, nếu không có giải phóng thì nhân dân miền Nam làm sao ra được cái tận đền Hùng này, ví dụ thế. Đấy, nhân dân miền Nam bây giờ người ta ra tận đền Hùng, người ta để lễ tổ Hùng Vương cái cả. Đấy, đấy mới là cái tổ chính thức, chứ không phải cái tổ Hùng Vương của các ông ở Ba Que ở bên Cali đâu. Ông Hùng Vương ông không ở Cali của các ông đâu, ông lập ra cái đền thờ Hùng Vương bên Cali rồi ông thờ bên đó Hùng Vương nào bên đó, ông thờ mấy thằng Mỹ đi, hãy về đấy mà thờ mấy thằng Mỹ á. Đấy, ông toàn bố láo bố lếu đi
xong nói vớ nói vẩn ở đây, toàn xía vào đây để phá đất nước, không có được cái gì, các ông không giúp được cái nước, chỉ phá nước thôi. Anh để tôi thông báo cho cái thằng Cao Thanh Nhàn này, tức là nó nói Hồ Tập Xương chứ không phải Bác Hồ đâu. Chứ bây giờ này tôi nói cho các bạn này, các bạn quá xuyên tạc mà quá bố láo. Bây giờ này đúng, bản thân tôi nói cái chuyện Bác Hồ nó như nào thôi, mình không phản biện nữa, nhưng bây giờ chỉ cần nói này, ngay chủ tịch nước Trần Đại Quang khi ví dụ là ông ấy bị ốm một thời gian cứ khoảng gần một tháng không xuất hiện trên TV, không xuất hiện trên báo chí, thì là chúng nó khi mà xuất hiện lên thì người ông ốm ông hốc hác đi, chúng nó xuyên tạc và bảo là ông Trần Đại Quang này, ông Trần Đại Quang giả, đúng không? Không phải ông Trần Đại Quang mà do coi Trung Quốc cài ông Trần Đại Quang mà thật. Thì là ông chủ tịch nước Trần Đại Quang mà hiện nay đang còn sống sờ sờ ra đấy, chúng nó còn xuyên tạc nữa là Bác Hồ của chúng ta, đúng không? Cho nên là những luận điệu của chúng mày là những luận điệu bố láo vô tuyết. Dân Việt Nam, những người dân Việt Nam bình thường không ai tin chúng mày cả. Cho nên là nói như đây này, thì Thanh Nhàn này, các bạn ngu lắm. Đúng, ngu, các bạn ngu cực kỳ ngu ở cái chỗ này này. Bác Hồ còn sống, khi Bác Hồ về thăm quê mà Bác Hồ ở đây thì còn dòng họ Bác Hồ, còn chị Bác Hồ, rồi còn anh em, còn dòng họ Bác Hồ, còn bao nhiêu con chú của Bác còn đầy. Không lẽ người ta bảo lên Lão Hồ người ta không biết đây là giả hay thật à? Các ông ở bên nước ngoài không biết là thật hay giả, các ông nghe mấy con bác que đấy là đúng, người ta gọi công là bác que là phải thôi. Lá cờ là các cờ bác que, nên sinh sản ra mấy cái thằng bác que cũng chỉ là ba que xỏ lá thôi, không được cái gì cả. Đúng là cái bọn ba que này. Mà nói thẳng một câu là nếu các anh sống đàng hoàng, sống hẳn hoi, có lòng hướng về đất nước ấy, thì chúng tôi còn hòa hợp. Đất nước Việt Nam hòa hợp các anh. Còn như các anh có cái lòng phá đất nước này, chúng tôi không cần hòa hợp các anh đâu, mà sẵn sàng chúng tiêu diệt các anh. Nói thẳng một câu là như thế. Nếu cần, ông nào thích đánh Trung Quốc về đây với tôi nào. Ông nào dám xung phong về đây đánh Trung Quốc tôi không? Nào, có ông nào dám không? Tôi già rồi nhưng tôi sẵn sàng tôi đánh Trung Quốc với các ông đây. Tôi cầm súng đi đầu tiên, các ông đi theo tôi thôi. Chỉ cần ông đi theo tôi thôi. Ông có dám không ạ? Toàn những ông sợ chết, ba que nói mày võ mồm ở bên ý, văn thì rốt, võ thì rát. Nhưng mà toàn nói cái giọng điệu toàn xuyên tạc vớ vẩn. Đúng là người ta gọi ông là ba que là phải. Tại sao người ta gọi là ba que? Đấy, đúng là ba que từ đời cha đến đời con. Để em nói với các bạn một cái thứ nữa, cái bản thân những người Việt Nam của chúng tôi, đúng không? Chúng tôi luôn luôn coi tất cả các bạn đều là cái người dân Việt Nam, cùng là con lạc xấu hồng, cùng máu đỏ da vàng, chúng tôi yêu quý các bạn. Đấy, tức là chúng tôi chỉ muốn hòa hợp được tất cả các bạn, luôn luôn muốn hướng về đất nước Việt Nam, muốn đất nước Việt Nam phát triển hòa bình ổn định như hiện nay. Còn các bạn là những người mà chống phá lại đất nước hòa bình của chúng tôi đang sống thì các bạn là kẻ thù của chúng tôi. Tôi nói các bạn này. Vâng, xin mời. Đây tôi nói cho các anh bác khoe biết đây này, này lính Việt Nam Cộng Hòa không phải là đã chết hết, còn rất nhiều người hiện tại bây giờ đang sống. Bản thân tôi trong đơn vị bộ đội của tôi cũng sống với một tiểu đội của chúng tôi thì có 12 người, chỉ có 6 anh lính Việt Nam Cộng Hòa cũ đã nhập ngũ năm 77-78 đấy, để sống cùng với chúng tôi đây đấy, cùng đánh Campuchia với tôi đây đấy. Các anh, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa sao như thế nào là chúng anh em tôi coi như anh em trong một đơn vị, coi như bạn bè ruột thịt với nhau, sống bảo vệ nhau, chiến đấu cùng cứu với nhau đấy. Chúng tôi có gì chúng tôi tâm sự chúng tôi biết hết, người ta hiểu hết ở cái chỗ là chế độ nào. Mà cái lúc đó dân tộc Việt Nam mình lúc ấy còn đang cái rất là đói khổ đấy. Sau đến thời kỳ dân tộc Việt Nam phát triển, bây giờ canh về canh hỏi ngay mấy anh cái lính ngụy thôi, lính ngụy thôi, cái canh cần gì canh phải nói đến chúng tôi, không nói như cái cứ ở rất nhiều người lính ngụy bây giờ người ta còn sống, canh cứ hỏi thẳng người ta xem bây giờ nó ra sao. Chứ còn ông như hôm qua cái ông ấy lên với anh Bình Dương ở cái clip của anh Bình Dương đấy, của cái kênh của anh Bình Dương là có cái ông 40 mấy năm rồi không về mà cũng cứ ngồi đấy nghe, công nghe một chiều lên mạng xem của cái bọn ba que nó nói liếu lối não rồi cái hiểu theo một chiều. Nói công về đi, nghe anh nói mình như ở bên Mỹ anh về đây bao nhiêu lần, một số người ở bên Mỹ người ta về đây canh cứ hỏi thực tế người ta đi đấy, xem nó sao. Đành rằng bây giờ nói thẳng chúng tôi không nói là chúng bảo Việt Nam hơn Mỹ, nhưng mà nước Mỹ đã mấy trăm năm nay là người ta chỉ xây dựng kinh tế thôi, gì rõ ràng người ta phải là kinh tế giàu có hơn Việt Nam là đúng rồi. Chúng tôi không nói ra Việt Nam tôi nghèo hơn Mỹ, nhưng mà chúng tôi không phải là bây giờ nghèo đói như ngày xưa nữa.
chúng tôi sẽ phát triển và dần dần sẽ phát triển để đuổi kịp nước Mỹ. Đấy, nếu đất nước hòa bình, không có chiến tranh, chỉ có xây dựng đất nước hòa bình thôi, thì chúng tôi sẽ đuổi kịp nước Mỹ. Nói thẳng cho các anh biết đấy, chẳng qua thời gian lâu hay mau thôi. Đấy, còn con đường của chính sách của Đảng, chính sách của nhà nước bây giờ đi rất đúng hướng. Nhà máy mọc lên rất nhiều, nhân dân Việt Nam bây giờ không ai thất nghiệp cả. Đấy, mà như thế người ta phải tìm cái chỗ nào có thu nhập cao người ta làm, thu nhập thấp người ta đúng không rồi. Làm. Đấy, đây là những cái đó là người của là anh muốn đi làm đâu thì làm. Anh cứ nói nhé, không thể làm. Một phút nhé, em ra ngoài một phút. Vâng, xin mời anh cứ. Vâng, anh cứ anh nói đi, anh cứ đi đi. Đấy, nói để cho các anh hiểu như thế. Người Việt Nam bây giờ tự do, có ai làm gì đâu, thuế thì không phải đóng. Đấy, còn như các anh ấy nói mua cái kẹo không phải có thuế. Đấy, không có thuế đến tận nhà nó xích cổ đi. Đấy, các anh như thế, các anh tự do à? Mỹ nó bảo ăn cứt các anh không ăn. Thế là các anh tự do à? Còn chúng tôi đây không ai bảo được chúng tôi cái gì cả. Nói cho anh biết thế, Mỹ nên thì bảo à, con gà chúng tôi đất nước Việt Nam mua vũ khí mà Việt Nam còn chưa thèm mua vũ khí của Mỹ này này. Đấy, nói thẳng cho các anh biết gì thế, chứ đừng nói là cứ thấy Mỹ là chúng tôi sán vào những các anh đâu. Nói thẳng như thế, chúng tôi không cần đến Mỹ. Đấy, người Việt Nam chúng tôi là độc lập, tự tôn, tự quyết hết mọi việc, không nghe một ai. Đấy, Trung Quốc nói những cũng không nghe, Mỹ nói cũng không thèm nghe, Nga nói không thèm nghe. Cái gì đúng, cái gì có lợi cho đất nước Việt Nam thì Đảng Việt Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam người ta sẽ quan hệ với những cái nước đó. Còn nếu không có lợi cho Việt Nam thì chúng tôi không nghe ai cả. Nói thẳng thế, chứ đừng có nói là cái Hoa Kỳ mang tàu máy bay mấy các thứ đến đây chúng tôi không cần. Gạo Việt Nam mua chúng tôi không thèm mua. Nói thẳng đấy, Việt Nam không thèm mua. Đừng có nói bảo là các anh đã bảo là cứ bám vào Mỹ. Đừng có nói là bám vào Mỹ. Đấy. Nói thẳng đấy, cho các anh biết Mỹ chưa là cái gì cả. Chúng tôi coi Mỹ là bình thường. Đấy. Đừng có các ông có tôn Mỹ nên rời đi là bố các ông đi kệ không. Còn chúng tôi coi Mỹ chỉ anh bằng chúng tôi thôi. Vâng, em trả lời anh một với các bạn một điều như thế này. Hiện nay Việt Nam đã tham gia tất cả những tổ chức mà ở trên thế giới này. Việt Nam quan hệ với tất cả những cái nước lớn và những nước nhỏ ở trên thế giới. Quan hệ quốc tế hiện nay, Việt Nam quan hệ ở bình đẳng, hai bên đều có lợi. Chứ không đúng, phải bình đẳng mà có lợi. Đây giúp Việt Nam, Mỹ đầu tư Việt Nam, mua bán với Việt Nam, Mỹ cũng có lợi. Việt Nam quan hệ với Mỹ thì Việt Nam cũng có lợi. Tất cả hiện nay, Mỹ, Việt Nam hoặc tất cả các nước khác quan hệ với nhau đều vì những lợi ích quốc gia của mỗi quốc gia đó, đúng không? Chứ không đúng. Phải là bây giờ tư tưởng các bạn ấy bao giờ cũng là tư tưởng nước này cho, nước này cho, nước này không có cho. Kể cả Mỹ đúng. Hoặc các nước khác, không có ai cho Mỹ ai. Mỹ đâu chỉ vì nước Mỹ thôi. Bây giờ. Vâng. Và Mỹ nó chỉ vì nước Mỹ thôi. À, Mỹ nó có lợi thì nó mới chơi, còn không có lợi nó sẵn sàng. Bây giờ tôi nói thẳng các anh biết thì chơi với Mỹ là sai lầm. Nói thẳng đấy, bây giờ có lợi cho Mỹ thì Mỹ nó chơi, chứ mai kia không có lợi cho nó hết cả mình nó là không biết. Cho chúng tôi không chơi với những người cũng như cái loại các ông ba que các ông học được của Mỹ, cái luận điệu coi gì là trở mặt như trở bàn tay ấy. Chúng tôi không thèm như thế đâu, người Việt Nam chúng tôi không thế đâu. Chúng tôi chơi có lợi chúng tôi kể cả Trung Quốc. Nếu bây giờ chơi làm ăn với Trung Quốc sang đây coi như là du lịch chơi bời cho thoải mái, nhưng mà canh lật mặt chúng tôi sẵn sàng chơi ngay. Đấy, nói thẳng cho canh biết thế, chứ đừng có nghĩ là chúng tôi sợ Trung Quốc. Đấy, không sợ đâu. Đấy, sợ là canh ba khoe ngu thôi, sợ canh ba khoe ngu quá mà không thể hiểu được thôi. Đấy là chúng tôi sợ cái đó thôi. Đấy là mấy anh ba khoe hiểu được như thế, sợ là canh quá ngu. Đấy là tôi nói thế rồi, mà anh có gì anh cứ nói đi. Đây là, anh nói cái thằng Hải Ngố nó nói nghe nó nói bực mình quá. Thật sự là như thế. Tức là tôi nói với nó quá ngu. Vâng, anh có bạn là Đinh Công Khải này muốn tham gia chương trình thì vâng, thế anh cho Đinh Công Khải lên đi. Tí là tí nó không về lên thì cho tôi lên. Công Khải là ai cả?